top vai diễn hút fan nhất, tiêu chiến hàng chót, top 1 chấn động. Làng giải trí Hoa ngữ những năm qua có rất nhiều bộ phim nổi bật, song không phải vai diễn nào cũng giúp các diễn viên hút fan cực mạnh. Trong 8 năm qua, chỉ 7 cái tên được gọi và thứ hạng ngỡ ngàng lắm mà nha. Không ngoa khi nói vai diễn Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh chính là vai diễn khiến tên tuổi Tiêu Chiến lên hàng lưu lượng top đầu chỉ sau một đêm. Không chỉ có tạo hình đẹp xuất sắc, Tiêu Chiến còn được nhận xét là giống y như Ngụy Vô Tiện xé sách bước ra. Theo thống kê, trong vòng 49 ngày, chàng Mỹ Nam 9X này đã thu hút được thêm 6,75 triệu fan và cứ thế, lượng fan của sao nam lên như diều gặp gió sau vai diễn này. Trong Thương Lan Quyết, Đông Phương Thanh Thương thuộc về Vương Hạc Đệ. Giống như Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ cũng một bước lên hương nhờ vai diễn bùng nổ trong năm 2022. Thậm chí nhờ nhân vật này mà chàng Mỹ Nam lứa 85 thoát mát trai xấu diễn đơ trên màn ảnh. Đông Phương Thanh Thương khi thì cực ngầu, lúc lại trẻ con quá đỗi, vai diễn được nhận xét là như sinh ra để Vương Hạc Đệ đóng. Sau 23 ngày khi Thương Lan Quyết lên sóng, anh chàng đã thu về 3,22 triệu fan đó nha. Với vai diễn Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân ngày càng khẳng định vị thế ông hoàng trong dòng phim cổ trang của mình. Chỉ với 44 ngày, Nhậm Gia Luân đã tăng thêm 6,23 triệu fan khiến dân tình ngưỡng mộ. Trong phim Cẩm Y Chi Hạ, anh chàng đã có màn phối hợp cực kỳ ăn ý với Đàm Tùng Vận khiến khán giả nhớ mãi không quên. Thậm chí, cặp đôi còn khiến con dân mất ăn mất ngủ dù phim đã kết thúc từ lâu. Nói thật đi, đến hiện tại bạn còn suy Tiêu Nại Đại Thần trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên do Dương Dương đảm nhận không nè. Vai diễn này được cho là một trong những tượng đài kinh điển của dòng phim ngôn tình hiện đại. Ngay thời điểm lên sóng, bộ phim đã đạt bạo lớn giúp chàng Mỹ Nam 9X có thêm vô số người hâm mộ. Theo thống kê, chỉ trong vòng 16 ngày khi Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên lên sóng, Dương Dương đã có thêm 3,14 triệu fan, một con số không phải ai cũng có được đâu nha. Cẩm Mịch của Dương Tử giúp cô là nữ diễn viên duy nhất lọt vào danh sách này với Hương Mật Tựa Khó Xương. Trong vòng 33 ngày, nữ diễn viên đã có thêm 6,72 triệu fan. Đây cũng được nhận xét là vai diễn có tạo hình cổ trang đẹp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử và giúp cô nàng chuyển hướng tiểu hoa lưu lượng thành công. Sau này, các vai diễn của Dương Tử dù được chú ý, nhưng Cẩm Mịch vẫn là một trong những vai diễn khiến khán giả thương nhớ cô nàng nhiều nhất. Ôm Khách Hành của Cung Tuấn trong Sơn Hà Lệnh đã giúp sao nam có thêm 8,67 triệu fan trong vòng 35 ngày. Bộ phim này đã giúp anh chàng bùng nổ danh tiếng bởi tạo hình đẹp, ánh mắt si hơn cả chữ si tinh. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây chính là vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn tính đến thời điểm hiện tại. Top 1 vai diễn hút fan nhất trong bảng xếp hạng này thuộc về nhân vật Hàng Thương Ngôn của Lý Hiện trong Cá Mực Hầm Mật. Chỉ trong vòng 22 ngày, nam diễn viên đã tăng 10,29 triệu fan. Đây là một con số cực khủng. Thời điểm đó, Hàng Thương Ngôn của Cá Mực Hầm Mật bùng nổ ở tất cả các diễn đàn phim ảnh bởi không chỉ đẹp trai mà còn hết mực yêu chiều cô vợ nhỏ. Bạn nghĩ sao về bảng xếp hạng này? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để biết được biết với nha!